Hi, xin chào bạn. Hiện tại thì đang được đi đến Apple Store ở Osaka. Thì hôm nay mình đi mua một cái điện thoại dùm như một người thân bạn của mình. Thì ở khu bạn mình thì nó không có Apple Store, nhưng mà gần nhà mình thì có Osaka luôn. Thì hôm nay mình đi đến cửa hàng Apple. Sáng hôm qua cho bạn xem Apple Store Nhật như thế nào, coi họ trang trí và cách bán hàng của Apple Store Nhật ha. Apple Store thì ở Đông Nam Á mình hiện tại thì mới chỉ có ở Singapore thôi. Ở còn Việt Nam mình hay là mấy nước lân cận Thái Lan rồi thì chưa có. Còn bên Nhật thì nó có khoảng 4-5 cái vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ đưa cho bạn để xem cái Apple Store ở Osaka. Cùng mình theo mình ha. Ui. Cho bạn xem cô giáo chú rể đang đi qua đường kìa. Đang ngoài đường chụp luôn. Đang chụp ở ngoài đường. Đang chụp ngay dưới đó không các bạn? Cái Apple Store hôm nay mình đi đó là nó nằm ở Shinsaibashi, Osaka. Shinsaibashi là một cái khu phố rất là lớn, nó nằm ở trung tâm thành phố Osaka. Khu này thì là một khu rất là đắt đỏ, đắt địa của thành phố Osaka các bạn. Rất nhiều các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng đều có mặt ở đây, từ Rolex, LV, nói chung là tất cả các thương hiệu thời trang nổi tiếng có ở đây. Hãng xe Tesla cũng có mặt ở đây luôn các bạn. Hãng xe Tesla nó có một cái gian hàng, nó nằm ở trên đường phố của khu Shinsaibashi luôn. Thì hôm trước mình có đi ngang trên đường phố này và mình thấy có một chiếc xe của Tesla họ để ngoài đường trưng bày rất đẹp. Chiếc xe nó có cửa nó quạt lên và xuống giống như cánh chim đó. Bây giờ mình sẽ đi đến cái cửa hàng Apple Store. Đây là cái tòa nhà của Apple Store các bạn, rất là lớn. Thì ở đây nó cũng có ship bán online. Thì ví dụ như hôm nay mình mua thì qua ngày sau có. Ở Nhật thì mua hàng online lắm không vậy mà. Mua ngày hôm trước thêm sau có liền. Nhưng mà tại vì mình đang cần gấp nên phải đến tận nơi mua luôn. Giờ mình sẽ đi vào trong để mua đồ. Mà nếu quay được thì mình quay cho mình xem. Mình chắc quay được á, tại vì ở đây đâu cấm gì đâu. Đây là phía bên trong của Apple Store ở Shinsaibashi, Osaka các bạn. Mình đang lấy một cái iPad Pro với một cái iPhone 7 Plus. Thì giờ mình đang chờ họ gom lại hai cái. Tại hồi nãy nghe họ thử là chỉ lấy một cái thôi. Họ đem ra một cái này. Giờ đang chờ họ đi lấy. Nhân viên của Apple Store đây thì người có nhiều chủng tộc khác nhau các bạn. Người Nhật không có, người Trung Quốc không có, người Mỹ cũng có, người da đen cũng có. Thì ở đây các bạn mua hàng hay thanh toán hay nhận hàng đều đứng tại chỗ, đứng tại bàn đợi chờ người ta lấy hàng đem ra, chứ không có đến ngồi chờ hay là ngồi thanh toán. Những người kia họ ngồi là họ đang bảo hành, đang bảo hành thiết bị hay gì đó thôi. Còn mọi thiết bị ở đây, mọi quy trình mua hàng thanh toán đều đứng tại chỗ như thế này các bạn. これ何するんですかって言って。これ、ちょっと。ああ、めっちゃ映るじゃないですか。ちょっと嫌やね。
YouTube 用らしいです。YouTube 用で撮ってるらしい。ちょっとめっちゃ映ると思うんですけど。僕の国は帽子とありません。ああ。おかさん。OK かな。ダブルチェックだけします。はいはい。お願いします。はい。お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10万。ちょっとだけ待ってます。はい。YouTube。20? はい、OK。 ありがとうございます。20枚。はい。Mình mua 2 món đó là 19 man có nghĩa là khoảng 40 triệu các bạn. Thì họ tính tiền, mình tính tiền xong, rồi được họ tính xong, họ kêu thêm một người đến tính tiền đó. Tính chắc ăn, ghê vậy. Rất kỹ càng các bạn. Thì hôm trước mình cái iPhone 6S của mình bị lỗi á, bị lỗi pin đó. Nếu như các bạn có theo dõi cái tình hình iPhone của Apple thì các bạn biết là cái dòng 6S đợt năm vừa rồi thì bị lỗi pin sau khi update lên iOS 10.0.1. thì đợt đó mình bị lỗi nên cũng có lên đây là thay pin luôn. ラストネームとファーストネーム入れてもらうためにラストネーム、ファーストネーム、え、Eメールアドレス、Eメール、Gメール、Gメール、レシートだけ渡します。Mình khi mua xong á, mình sẽ điền vào tên, họ tên và email để họ gửi cái receipt, cái hóa đơn tới cái email mình luôn. Họ có cung cấp hóa đơn giấy nhưng mà họ gửi theo một hóa đơn đến email nữa. Rất kỹ. Cái khu trên này là bán các loại phụ kiện và chăm sóc khách hàng. Ở trên này các bạn. Và phía dưới là chủ yếu bán iPad và điện thoại. Thì không hiểu sao bữa trước mình mua hàng là toàn nhận ở dưới đó mà hôm nay lên anh nhận. Thì trên đây họ có bán các loại phụ kiện của Apple, của tai nghe, của Beats. Đây là máy đầu tai nghe các bạn. Máy tai nghe Beats, tai nghe Bluetooth. Nhìn rất là đẹp. Rồi đây thì có bán case của iPad và iPhone đó. Hôm nay rất là may là không phải đợi gì cả. Sao hôm nay thấy vắng người ghê luôn. Bình thường thì hôm trước mình đi mua phải xếp hàng một hàng dọc mấy chục người đứng xếp một hàng dọc ở đây, nhưng mà hôm nay thì rất là vắng người, mua rất khỏe, rất là nhanh. Giờ sẽ quay lại tầng dưới cho bạn xem một xíu rồi tiếp theo mình đi về. Đây là cái chị nhân viên này bán hàng cho mình nè. Kia là cái Mac Pro. Thì ở đây họ trưng bày tất cả các thiết bị mà mới nhất của Apple đều có ở đây cả. Thì tất cả các thiết bị mà mới nhất của Apple vừa được ra mắt, hay là các thiết bị mà các dòng iPad đời sau nhất, hay là MacBook và iMac đồ các đời thế hệ mà gần là nhất đều được Apple họ trưng bày ở đây. Và ngoài ra ở đây thì họ còn có bán các phụ kiện đi kèm như tai nghe Boss, tai nghe Beats, các kiểu rất nhiều. Thì hôm nay mình đi qua cho mọi người xem sơ qua về Apple Store Osaka. Mình quay cho bạn xem Apple Store Osaka này bán như thế nào. Tại vì ở Việt Nam thì đến giờ cũng chưa có cửa hàng chính thức của Apple.
Nên đi qua cho các bạn xem cái Apple Store ở Nhật ra sao. Có thể cho các bạn nó xem một số cái Apple Store ở một số chỗ khác như là Sing hay là Mỹ. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem luôn cái ở Nhật như thế nào. Thì giờ thì cũng đã trễ rồi, giờ mình sẽ đi dạo dạo ở cái khu này, cái khu ăn chơi này trước khi đi về. Một cái mà mình rất là thấy kỳ đó, ở Apple Store khi mua hàng của nó là mặc dù mua hàng giá trị cỡ nào thì cũng tặng một cái bịch ni lông thế này, nhìn rất mèo, không được một bịch giấy nữa. Bịch ni lông như thế này các bạn. Phía trước Apple Store có một cái cửa hàng của Nike này các bạn. Khu này gì cũng có hết. Barada phía trước nữa. Cái video mình quay cho các bạn xem về Apple Store Osaka thì tạm dừng ở đây. Thì cho các bạn xem sơ qua để biết bên trong Apple Store âm nhạc như thế nào thôi. Thì mình nghĩ nó cũng như một số nơi khác, có điều họ trang trí, trang hoàng ở theo từng nơi nó sẽ khác nhau. Thì hy vọng các bạn sẽ thích cái video mình quay Apple Store ở Shinsaibashi Osaka ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với video tiếp theo của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lại một số các chỗ đẹp đẹp ở Shinsaibashi Osaka. Nếu được thì mình sẽ quay video cho các bạn xem luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.